Thật sự thì nhận những cái đơn hàng như thế này bên Pro Tour cảm thấy rất là vui và vinh hạnh luôn. Tại vì sao anh em? Tại vì đây là một trong những xe nái của anh chủ xe. Xin chào anh em, bên Khá vừa nhận một cái đơn hàng nâng cấp lại toàn bộ nội thất cho xe Toyota Highlander đời 2010 anh em. Thì đây là một chiếc xe nái của anh chủ xe ở Cà Mau gửi lên cho Khá để mà bên Khá tút tát lại cho em nó. Tâm sự với mấy anh em là anh chủ xe này anh có rất là nhiều xe luôn, BM, bọc chì rất là nhiều xe, nhưng mà anh chỉ thích đi xe này thôi, anh chỉ thích ngồi trong xe này thôi, tại vì đó chính là xe nái của anh. Bây giờ Khá mời các anh em xem qua nội thất của xe nha. Ở hiện tại tông màu của xe đang là màu xám với màu đen anh em, chính vì nó đời 2010 cho nên nội thất nó cũng đã khá là xuống cấp rồi. Đây là cái băng giữa nè anh em. Đó, băng giữa, băng giữa thì bên Khá sẽ nâng cấp lại limousine luôn. Ở góc ở phía sau nhìn tới đây nè, đó. Thật sự thì nhận những cái đơn hàng như thế này bên Pro Tour cảm thấy rất là vui và vinh hạnh luôn. Tại vì sao anh em? Tại vì đây là một trong những xe nái của anh chủ xe, là một trong một chiếc xe nái thì anh đã chọn và tin tưởng bên Khá, bên Pro Tour, thì bên Khá cảm thấy rất là vui, rất là vinh hạnh luôn. Và hãy cùng Khá chờ xem sau khi mà em nó được tút tát lại toàn bộ nội thất thì nó sẽ thay đổi như thế nào nha anh em.